Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu năng. Hôm nay sẽ làm cái món mực nấu lẩu chao. Đây, mua được ít mực, mực nang, ít cá đuôi hồng phi lê, ít chả cá, ít huyết, nước dừa xiêm, tiêu để nấu chao. Của ít chao mình lấy cái cái để xả với là hành tím, chút mắm, đường bột ngọt, xả tới tôm. Đây có ít xương ống mình nãy nấu lấy nước dùng cho nó ngọt. Đây nước dừa xiêm mình cho vô đây luôn. Nấu sôi nhiều bọt mình vớt sạch bọt hết. Rồi mình ốp cá với lại mực, cho ít hạt liêu, ít ngọt, tiêu. Trộn cho nó thấm đều hết. Rồi mình bỏ vô cái lẩu mình nhúng mình ăn thì nó ngon. Để cho hũ sẽ tới vô. Mình tán cái chao cho nó nhuyễn luôn. Bay mùi thơm. Mình cho cái chả cá này vô. Huyết. Rồi bắt đầu mình nêm luôn. Bột ngọt. Ít đường phèn. Niêm, nước mắm, cái chào, cái chao này mặn nên mình không xem muối. Rất là hấp dẫn luôn. Rất là hấp dẫn luôn. Cái xương ống thì nó ngọt, cộng thêm cái nước dừa nữa. Chao thì nó thơm. Cái xả là vô nó thơm, rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn. Thì mình cho ít hành vô nữa. Chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Đây hôm nay hai anh em thi nhau ăn cái món mực nấu chao vừa bữa ha. Rồi. Mình có chuẩn bị hai nồi lẩu cá điêu hồng phi lê, mực, rồi, mực nang, huyết, chả cá. Đây bên chú em này cũng vậy luôn. Đó, số lượng mình cũng đếm rồi. Hai anh em bằng nhau. Đây thì mì thì mỗi một người đó là 15 cái mì. Hàng năm 3 hàng. Với một dĩa rau. Đây có một dĩa rau. Đây 3 hàng, hàng năm gói. Tức là 15 gói. Bây giờ hai anh em đưa ha. Yeah. Bây giờ được hai anh em được thời gian được là 25 phút. Yeah. Ha. Yeah. Thì thắng được 2 triệu hay như thường lệ ha. Yeah. Đây mình đây đây. Bắt đầu vô là bên liền luôn nha. Lý do là ăn lẩu rồi phải nóng. Ăn thao tác đây nhanh thì thắng rồi. Cá phi lê với mực lửa chín rồi. Cái chả là chín luôn. Chín luôn hết rồi, toàn bộ chín hết rồi đó. Vớt cái pin dĩa đây rồi bỏ mì vô là có ăn ha. Yeah. À, xong đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng lẩu hai anh em mình. Xin mời. Đấy, đi. 1, 2, 3. Thao tác lẹ thắng thôi. Anh em ăn xong hỗ trợ cho cái vụ bếp cho. Còn tất cả đều không hỗ trợ. Thao tác ai nhanh thì người đó thắng thôi. Thì mình miếng nước dùng luôn nè.
Tại vì cái mì này thì nó hồi nó sắp xuống cái mặn. Đó, cho nó sôi đi, ăn cái pin cái bê em coi. Dạ. Gì bò? Nóng. Đúng hả? Dạ. 2 triệu để cưa tắt rồi. Cá thì lời với lễ là không có xương đâu. Hỏi đây xương.
Hãy sao cho thấy đấy đấy không được
Nãy nói bao nhiêu phút nhớ thôi? 25 phút anh. Hai anh em còn 4 phút. Rồi thấy mà không hoàn thành thì mình sẽ tính về số lượng.
3, 2, 1, hết giờ. Trong miệng nước ở đây hai bạn, bạn già bạn trẻ mới tính được. Là bỏ lên con, bỏ lên con. Một ký 50. Rồi, bỏ lên thôi. Một ký đúng. Một ký 50 ký đúng, ai thắng ba. Cười. Ok, hôm nay Thái rất giỏi. Thái ăn nhanh hơn bà nửa chấm. Thái còn đúng ký anh ba, còn ký 50, tức là ba nhiều hơn. Ok, phần thưởng của Thái thấy. Là thở hả? Phải thở sao? Đem giờ dồn vô họng muốn nhai sao hơn thắng đó. Cái thao tác của Thái nó nhanh hơn ba, chứ không phải anh ba người chậm hơn Thái. Thao tác ba tại tay ba. Anh ba tay gung, bây giờ thao tác chậm hơn Thái. Thuộc thua Thái hết khoảng chắc nghĩ chắc hai đũa. Ba anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào, hẹn lại.